Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của Ben. Kênh của Ben là một kênh chuyên chia sẻ về công thức nấu ăn, review ẩm thực và du lịch. Thì ngày hôm nay Ben sẽ hướng dẫn cho mọi người một món ăn tráng miệng rất rất là nổi tiếng ở Sing, có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Bắc mọi người. Thì cái món ăn này á được bạn May sống và làm việc ở Sing á, bạn học ở Sing á, thì bạn dẫn mình đi ăn uống trải nghiệm và thử cái món dessert này, cái món tráng miệng này. Nói chung là món này rất là nhẹ nhàng mọi người ơi. Ở cái quán mà dessert này á Chắc em phải giúp là anh lựa quá tất chứ cả các lâu món quá chè hay là không biết phải lựa món món nào. món ngọt á đều Dễ rất lựa em là à. dạng như là healthy luôn á. Nó rất là Tại tốt vì luôn, nó rất là ngon chắc em và bắt đầu quán cũng này hơi rất là tí đông. thôi à. Vào buổi tối thì mọi người đến đó là phải xếp hàng ít nhất phải nửa tiếng mới có cơ hội để thưởng thức món ăn này. Nếu các bạn mà Vậy hả? muốn biết rõ hơn Sao về em không cái đi quán này, cái địa điểm mà bên review này á, thì các bạn xem video clip ở đường link em bên thử dưới đi. nha. Còn bạn nào thích cái chuyên mục mà bên đi ăn uống trải nghiệm và quay về bếp nấu ăn và chia sẻ công thức này đến các bạn á, thì các bạn like và share cái chuyên mục này nha, để bên biết là có nhiều người thích chuyên mục này thì bên Để sẽ khi làm nhiều video clip hơn mà về có cái chuyên mục dịp này ấy để gửi đến các bạn. rồi có vị video Và mình gửi nữa bây giờ chúng ta sẽ mà cùng cái vào đường bếp mòn nó để bị gắt á, xem món ăn này thực hiện như thế nào mọi người là nha. của tôi đường phèn. Let's go.